Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là AJ Perry của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thử nghiệm cách làm nhé. Mình sẽ ngăn cách giữ cái chữ cái để làm tên đúng không? Thì mình sẽ có cái phần này. Chữ tiếp theo. Sẽ là hai chữ R đúng không? Hai chữ T, một chữ E rồi lại thành hai chữ R nhé. Quên mình đã sâu hạt rồi, mình sẽ sâu chữ. Tiếp theo sẽ là chữ chữ A nhé, sau đó là chữ B. Berry. Thì cái chữ Beric này nó đã như thế này rồi, bây giờ thì mình sẽ chỉ cần ghép thêm chữ G là chữ R G A I G, thì mình sẽ ngăn cách cả hai cái chữ này bằng ngôi sao đi, tiếp tục cả ngôi sao, nhưng mà mình sẽ chọn ngôi sao màu hồng. Rồi cái tên nó rất là ngắn như này đúng không? Thì phần trước của cái tên mình sẽ xỏ thêm một số các cái hạt trái tim đi, mình tròn vào bên trong có một trái tim. Bây giờ thì mình sẽ buộc hai cái đầu dây này lại nhé.
Rồi, các bạn sẽ đeo thử vào tay này. Này, cái vòng khá là bé nhưng mà nó có giãn mà, thế nên là cứ đeo vào tay thì nó cũng sẽ không bị đứt như này nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần dây thừa trên này đi. Rồi thì như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái chiếc vòng tay mang tên là AJ AG Berry như thế này rồi, những cái hạt ngọc trang trí rất là dễ thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Lowry Macaron của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Tiếp theo nha. Chữ R tiếp này. Theo sẽ là chữ A này. Và chữ đầu tiên trong cái phần tên sẽ là chữ M nhé. Sau khi có cái chữ này rồi thì ở giữa hai cái chữ này mình sẽ ngăn cách bởi những cái hạt rồi với những cái màu như này màu xanh này, tiếp theo sẽ là màu hồng. Và thì mình sẽ ghép cái phần tên ở phía trước đúng không? Cái phần họ là đây, cái phần họ còn cái tên là sẽ là long kia, thì mình sẽ ghép tiếp nhé. Tiếp theo sẽ là chữ lau lau riêng thì mình sẽ có chữ y này. Theo sẽ là chữ R.